4, 5, 6, 7. Vừa đủ. Cộng thêm công chúa vừa đủ 7 người. Người chung với công chúa phải ngồi như thế nào đi? Phải về dế theo thứ tự thôi. Công chúa và bà nội và dế ai cao hơn? Tất cả đứng yên đi. Làm chậm ra hàng đẹp vội vàng sẽ sai sót đó. Ê, thôi thì để con quyết định vậy. Công chúa là quân, chúng ta là thần, giá nào chúng ta cũng phải kính công chúa 7 phần. Vậy thì công chúa sẽ ngồi ghế chủ, Đa Lộc ngồi ghế phụ, còn mẹ thì ngồi bên cạnh công chúa. Mẹ à, mẹ không chấp nhất chứ? Công chúa là lá ngọc cành vàng, đương nhiên phải thượng tòa rồi. Nè, ăn sáng xong á phải đến lầu thơ để cúng tổ tiên nghe chưa? Phải. Sau đó thì uống trà nàng dâu. Đa Lộc. Đa Lộc, sao con bước ra từ hướng đó? Phải đó, không phải thúc nên bước ra từ hướng này sao? Phải đó, đúng ra tối qua huynh phải ở phủ công chúa mới phải. Huynh về phòng thay đồ bước ra thôi mà. Công chúa đâu? Công chúa hả? Chắc là long sàn ấm áp. Gì ca, huynh đau lưng hả? Trời ơi, đêm tân hôn động phòng làm vậy đó, để lớn hơn sẽ hiểu thôi. Đa Lộc, đại ca là người từng trải nghe không? Có gì không hiểu cứ tới hỏi huynh ha. Đa Lộc à, con yên bề gia thất rồi phải không? Tổ tiên phù hộ 3 năm hai đứa đó. Bữa cơm sáng hôm nay thịnh soạn vô cùng á, hay là chúng ta ăn đi? Đợi công chúa đã. Vậy hả? Không cần đợi nữa. Kính chào thái phu nhân, nhị phu nhân. Ngân Bình đến đây thông truyền, hôm nay công chúa không có đến đây ăn cơm sáng. Công chúa không tới sao? Công chúa không tới à? Chắc là công chúa có việc quan trọng rồi. Không tới thì thôi, không đợi nữa. Nè, chúng ta ngồi xuống ăn đi. Khoan đã, mọi người còn chưa thỉnh an công chúa. Cũng phải, đó là lễ tiếp quân thần mà, nên làm. Vậy bây giờ chúng ta cứ tới đó đi ha. Khoan đã. Lại khoan nữa. Diện kiến công chúa cần phải chỉnh trang vừa mắt, để tôi kiểm tra triệt để giùm cho mọi người. Không được thất lễ. Vậy nghĩa là sao? Chúng ta đường đường là kim gia mà. Kiểm tra thì kiểm tra. Phủ công chúa canh phòng nghiêm ngặt, muốn tới đây cần phải được thông truyền. Công chúa và kim gia là người trong nhà, cho nên người của công chúa có thể tự do ra vào kim gia. Mỗi sáng giờ thìn, mọi người phải đến đây chờ, tự động sẽ có người dẫn mọi người đi thỉnh an công chúa. Tôi nghe lầm hay cô nói sai vậy? Sáng nào cũng phải thỉnh an hả? Sáng nào mọi người cũng tắm gội mà, có gì lạ chứ? Được phép vào phủ công chúa đã là hậu đãi lắm rồi. Quý khách thì đi cửa trước, người hầu thì đi cửa sau. Phủ đại hoàng cung thật là nguy nga lộng lẫy. Đúng là lên núi mới biết trên trời có trời đó. Đứng lại. Chẳng phải vào trong thỉnh an công chúa sao? Phải, nhưng mà phải đứng đây đợi một lát. Đợi hả? Đợi dẫn mai sao? Không phải, đợi công chúa giá đáo. Lễ nghi trong cung chắc mọi người đã học rồi, biết hành lễ thế nào được chứ? Biết. Vậy mọi người làm thử cho tôi xem. Tham kiến công chúa. Tham kiến công chúa. Không được. Không được gì chứ. Không phải như vậy.
làm lại đi. Thị vệ trong phủ 100 người, thị nữ 60, thái giám 40, tạp dịch nhà bếp 120, tất cả được thu xếp vào đúng vị trí. Thị thực hàng ngày khoảng 3.000 lượng, xu thuế lô đất do hoàng thượng ban cho, bổng lộc và cửa mỗi năm có 12 vạn lượng. Đủ rồi, các việc trong phủ này có các ông quản lý này nếp hết rồi còn gì. Không cần quyên thuyên suốt ngày đâu. Quyên thuyên suốt ngày. Lục sự ngẩng đầu lên. Lục sự ngẩng đầu lên. Lục sự Lưu Tấn, bổn công chúa đang nói chuyện với ông. Có thần. Ông làm ký lục thì đừng có lên tiếng. Làm ký lục thì không được lên tiếng. Ta kiến công chúa. Như vậy cũng tạm được. Bà nội. Mẹ. Từ nay còn phải chờ tới khi nào? Chúng tôi đứng từ sáng tới giờ, bà nội mỏi chân rồi. Không sao đâu, tôi đợi được mà. Công chúa khởi giá. Tham kiến công chúa. Được rồi, chúng ta ra vườn qua xem chậu mẫu đơn đi. Trời ơi. Xong rồi, mọi người đi đi, không được đi lung tung nha. Kiêu ngạo vô cùng. Có làm hay không vậy? Đợi nãy giờ mới đó đã xong rồi. Thì ra chậu hoa còn quan trọng hơn chúng ta. Cổ không thèm liếc nhìn chúng ta nữa. Thôi bỏ đi. Nhịn một câu, bớt một giận, tha một lần, lùi một bước. Công chúa mới đến dân gian, còn có quy định của cổ, chúng ta có lễ phép của chúng ta, cần phải có thời gian dung hòa. Mọi người trong nhà phải nhường nhịn lẫn nhau. Phải rồi, phải rồi. Ôi trời ơi, xỉu. Bà xỉu, là Đa Lộc nó xỉu. Thúc bấy lại xỉu rồi. Chắc chắn đói quá cho nên xỉu rồi. Một chữ nói tất cả, nhanh, khiêng nó đi. Cẩn thận, cô sẽ bên đây thôi, là bên kia kìa. Đa Lộc à. Dì Nương. Con không khỏe thì đừng có ra đây. Đâu có, con thấy không có gì nên ra đây phụ giúp thôi. Buôn bán đắt lắm đó nghe. Con xem, thật sự như miếu hội vậy. Hoàng thượng ban cho thiên hạ đệ nhất kim, vừa treo lên thôi, người ta lập tức nghe đồn mà chạy tới đây rồi. Thiên hạ đệ nhất kim, ngụ ý là hễ dám kim hiệu chúng ta mà ra tay, ai dám tranh giành. Mọi người xem đi, nét chữ của hoàng thượng mạnh mẽ đủ lực, bay lượng uống công, bộ trang sức cứ gã này cùng con cháu ly hợp cân, mọi thứ đầy đủ hết, chắc chắn có món vừa ý với mọi người. Ê, vị cô nương này chắc là từ Tô Châu đến đây rồi. Tô Châu nổi tiếng cái gì nhất vậy ta? Người đẹp. Hả? À. Người đẹp. Người đẹp đeo kim bộ dao này thật sự là thước tha dáng đẹp, nhìn vào lấp lánh. Vậy trên đầu công chúa có đeo không? Biết chọn, chính xác là trên đầu công chúa có cài một kim bộ dao này. À trời, tôi cũng muốn nữa. Tôi muốn nữa. Các vị tuấn nam mỹ nữ, theo tôi qua bên kia chỗ đi. Nè, dạ mời, mời xem. Dám kim hiệu có thể vượt qua khó khăn cũng nhờ vào con hết. Đa Lộc à, nhị nương bắt con làm phò mã đúng là thiệt thòi cho con. Chứng kiến dám kim hiệu lấy lại tiếng tăm, dù là hy sinh gì cũng đáng thôi. Nhưng mẹ thấy công chúa không dễ gần gũi đâu. Thật ra công chúa quen được tiền hô hậu ủng nên làm giá thôi. Khi đóng cửa lại thì chỉ là một cô gái bình thường, chứ không như mọi người đã nói, nghe danh đã sợ. Mong rằng là như vậy. Đợi muội từ sáng tới giờ hả hoàng muội của ta? Đại hoàng tỷ thì cũng về cung rồi sao? Hôm nay là ngày vui của Chiêu Dương Quy Ninh mà. Thôi thái phi đã dặn mọi người phải về đây góp vui, đợi muội từ sáng đến giờ rồi hả hoàng muội? Phò mã đó. Đồ vẽ chân mày cho muội nè. Phải đó, sáng sớm vẽ chân mày, chải tóc tô son, đó là thú vui khuê phòng đó. Quỳnh á, hễ vẽ là vẽ đến mặt trời đứng bóng luôn. Phải rồi, nghe nói phụ hoàng đã phong con gái của Lý Đạo Tông, quận Dương của Giang Hạ, Giang Thành công chúa, gả cho Tùng Tăng Căn Bố. Chuyện này có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Phụ hoàng không muốn muội gả đi thổ phồn, lại muốn có một sự sắp xếp hoàn hảo, tốn công dốc sức. Cũng may cuối cùng nghĩ ra cách này đó. Phụ hoàng và thái phi rất là sủng ái muội. Chưa dùng phúc trạch ân hậu, không chỉ được phụ hoàng và thái phi thương yêu, đa hoàng tỷ cũng ngày đêm chiếu cố cho muội, để ý nhất cử nhất động của Chiêu Dương. Tỷ muội chúng ta không ngừng trao đổi,
Chắc là tam phò mã buồn chán lắm. Sao rồi? Cả nhà họp mặt đàm đạo đâu có gì buồn chán. Đại công chúa à, đại công chúa đúng là khéo nói đùa. Thì ra tam phò mã là người thích náo nhiệt. Vậy thì hay lắm. Tất cả tỉ muội và phò mã đang đợi hai người đó. Đợi chúng tôi? Từ đầu mọi người đã chuẩn bị tiết mục chúc mừng chiêu dương 3 ngày hồi môn, đảm bảo hai người sẽ bất ngờ. Hỏi tôi hay dùng thân quyến dục chống đỡ thiết kỳ, tài giỏi vô cùng. Bộ dạng ngọt cốt vô tình dùng chân đỡ tảng đá của ngũ phò mã, quả nhiên đặc sắc. Quá khen, quá khen. Để chúc mừng tam hoàng tỷ hồi môn, bốn vị phò mã đã bí mật tập luyện lâu ngày rồi. Tài hạ tài mọn muốn biểu diễn chính là thiết quyền vô địch liệt diệm quả lưu tinh. Kim tinh bay lượn về trời, hai tay cuốn đi như gió, diệu tuyệt. Quá khen, quá khen. Nhị phò mã. Cái tôi sắp biểu diễn đó là tứ đao nhanh như gió, bay xuyên trúng hồng tâm. Nhưng cần phải có tam phò mã ra tay giúp đỡ. Tôi giúp hả? Tuy võ công của tôi cao cường, nhưng còn chuyện đao kiếm thì... Đồng ý là được rồi. Người đâu? Bài trận. Tấm bia lớn như vậy. Tôi biết rồi, biểu diễn phi tiêu chứ gì. Ta có nói sai không? Này, hai người khóa tay tôi làm gì vậy? Tôi còn phải phụ giúp nữa mà. Xem tôi như tấm bia. Tam phò mã yên tâm, phi đao của tôi bách bộ xuyên dương, không làm tổn thương phò mã đâu. Đừng. Hay lắm. Được lắm. Phi đao của nhị phò mã xem ra không sánh bằng thập diện mai phục của đại phò mã. Bách phát, bách trúng, mắt đứng tròng. Chê, một cây thôi phải không? Không phải chứ. Nè khoan đã, muốn đi nhà xí. Thả tôi ra đi. Cấm miệng lại. Làm như vậy sẽ làm cho phò mã phân tâm. Đừng. Sao hả? Lợi hại quá. Cắm trúng tóc không tính. Làm lại đi. Không phải vậy chứ. Đương nhiên là không được rồi. Phải tính chứ. Thả tôi ra đi. Tha lỗi hoàng muội quá lời. Phi đao của đại phò mã chỉ là trò đùa giả con thôi. Ngân mình đã pháp như thần. Sau khi mọi người chứng kiến rồi, xem ra đại phò mã còn phải xấu hổ đó. Nô tì tài mọn. Chết chắc rồi. Thả tam phò mã ra. Dạ. Đại phò mã, đao pháp của chàng ngay cả một tỳ nữ cũng không bằng. Đúng là chàng phải cố gắng về nhà khổ luyện. Dạ phải đại công chúa. Không sao. Không sao cả. Không ngờ các vị phò mã ai nấy đều có tuyệt kỹ thâm tàng bất lộ. Trong cấm cung này quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Hôm nay xem như đã học hỏi đủ rồi. Kiểu. Chưa đủ. Tam phò mã chưa biểu diễn, nghe nói tam phò mã đã dùng thân đỡ đao cho tam hoàng muội, đủ biết phò mã can đảm hơn người. Cho dù tài văn khiếm khuyết, tin chắc cũng có võ đức. Vậy tam phò mã hãy biểu diễn đi, để mọi người mở rộng tầm nhìn đi. Mọi người đang chờ đợi thưởng thức. Nếu mọi người nhiệt tình ủng hộ như vậy thôi cũng được. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn dạy đường cho mọi người xem, coi như là biểu xấu đi. Nè, trước đó chúng ta có bộ dạng hiệp cốt vô tình đỡ tảng đá, hay lắm.
Này tiếp theo chúng ta có hai thiết quyền vô địch liệt diễm quả lưu tinh, càng hay hơn. Kể đến lại có phi đao nhanh như gió xuyên trúng hồng tâm, tuyệt lắm. Và cuối cùng chúng ta có thập diện mai phục, bách phát bách trúng, mắt đứng trồng càng lợi hại. Thôi được, bây giờ đến lượt Kim Na Lộc này, tôi làm sao có thể qua loa được chứ. Xem ra tôi cũng phải xuất công phu thật rồi. Thật ra Kim Na Lộc sở trường nhất, tuyệt vệ siêu quần nhất là Song Long xuất hải, Tứ Đại Kim Cang, Bát Diện Linh Lung, Thập Tam Long Môn, Thập Bát La Hán, thiên hạ vô song. Vậy Tam Phò Mã muốn biểu diễn Kim Cang, Long Môn gì? Thật ra đỡ đá hay là phi đao đây? Không lẽ là trường kiếm hay là gậy lửa? Còn không thì Trường Đinh và Đỉnh Đồng cũng chuẩn bị bên cạnh chứ. Hey, thật ra cái gọi là thiên hạ vô song không cần phải chuẩn bị rình rang đâu. Cái tôi cần là một cái bàn, 4 cái ghế với lại 40 cái dịp tử hí. Phò Mã muốn nói cái Phò Mã muốn biểu diễn chính là đánh bài giấy à? Thập dạng quán, dạng quán xích tử văn tiền, bú con qua. Cứ tiêu khiển nhàn rỗi đó mà cũng gọi là biểu diễn sao? Không đơn giản vậy đâu. Mọi người xem thường trò chơi này sao? Tôi nói cho biết nghe, hai ngón tay của tôi thôi đã giải quyết mọi người rồi. Lên, đụng, lấy tiếp. Hạ tiếp, ma nhà ăn hết 4 cửa, cao thủ xưa nay mạnh không đỡ nổi, giết liền không chừa mảnh giáp. Cũng chỉ dựa vào hai ngón tay này thôi. Hả? Bẩm các vị công chúa, Thái Phi Nương Nương đã tiết yến quảng đãi, xin mời các vị công chúa Phò Mã. Hôm nay là ngày tam triều quy ninh của Chiêu Dương. Lễ vật hồi môn của Phò Mã phong phú giá trị, nhất là cặp kim long bôi, thủ công tinh tế, phi long sống động như thật, giám kim hiệu thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kim. Gia Từ nói kim long bôi có ngụ ý rồng bay trên trời, đại đường thịnh thế, thiên thu vạn tuế. Chiêu Dương cùng với kim vị phu nhân, kim thái phu nhân, thúc bá cô tẩu trao đổi quà thuận. Gia Từ nói có một con dâu ngoan thông minh hiền thục như vậy thật là phúc đức tu 10 năm mới có của Kim gia. Căn dặn Đa Lộc nhất định phải dốc hết sức lực, dồn hết tâm trí, thương yêu lá ngọc cành vàng, đừng phụ lòng của hoàng thượng, ân đức của trời cao. Chính vì Chiêu Dương trưởng thượng Minh Châu của hoàng thượng, cương chiều hết mình, thỉnh thoảng có chút kiêu ngạo bướng bỉnh cũng không có gì lạ. Phò Mã phải cố gắng thông cảm và nhường nhịn đó. Không lý nào, công chúa học thứ thủ lễ hiền lương thục đức, tuân thủ phụ đạo, hầu hạ mẹ chồng, càng là tỉ mỉ cẩn trọng, thứ quý nhất chính là thông cảm và bao dung. Bẩm nương nương, đúng là chúng thần phải hành lễ quân thần với công chúa, nhưng được công chúa thương tình, không ngờ công chúa đã miễn cho chúng thần lễ phép thiết kiến thịnh an. Công chúa biết cách xử sự, thật sự là tấm gương sáng để học. Thái phi nương nương, Phò Mã quá lời rồi. Chiêu Dương bước vào Kim gia, nhìn thấy trên dưới hòa thuận bao dung, tương kính như tân, mẫu tử từ hiếu, tất cả họ đều rất tốt với Chiêu Dương. Đương nhiên là con cũng tìm cách báo đáp rồi. Kinh tử có nói, đầu ngã chỉ mọc qua, tống chi dĩ quỳnh cư, phi báo giả, vĩnh dị di hậu giả. Chứ gì? Hèn chi tôn quý phi nói hai con duyên định tam sinh, quả nhiên là trời đất tạo hợp. Thật ra thần nhi vào Kim gia là phước của thần nhi. Phò Mã đã hết lòng sủng ái thần nhi. Hàng đêm Phò Mã cần ấn nguyệt, xoa bóp cho thần nhi nữa. Vậy thì hay quá, mừng cho hai con yêu thương nhau như vậy, phu thê tình nồng. Cũng nhờ nương nương biết cách dạy dỗ, công chúa được dạy đàng hoàng, thấu hiểu phụ đức phụ dung. Chiêu Dương, nương nương, con biết cách tôn phu trọng đạo, thủ lễ tận hiếu, thật sự rất đáng khen. Tâm nguyện lớn nhất của ai gia là nhìn thấy tất cả các con phu thê hòa thuận, thương yêu suốt đời. Thanh Dân, Xuyên Bình, Tấn Hoài, các con cũng phải theo học hỏi Chiêu Dương nha. Cần tôn dạy dỗ của Thái phi nương nương. Thật ra công chúa còn rất nhiều đức hạnh để mãi không hết nè. Thí dụ như là kính trưởng trọng hiếu, trái lại không ngờ cổ lại đòi hầu hạ trưởng bối, sáng sớm thức dậy dâng trà và thỉnh an. Phò Mã nói như vậy trái với lễ giáo cung đình, nghĩ đến thể diện của Chiêu Dương, khuyên Chiêu Dương bỏ ý định đó. Nhìn thấy hai con cầm sắc hài hòa, ai gia thật sự rất yên tâm. Nè nè nè, tối nay mọi người cởi mở vui vẻ, cùng hưởng tình cảm phu thê đi. À! À!
Nghiễn lễ. Khéo. Chính vì tôi muốn người hành lễ với công chúa, cả gan ở trước mặt Thái Phi lợi dụng công chúa hạ quy thế của công chúa. Dông ơn bội nghĩa. Người có ơn với ta hồi nào? Nè, ta và cô hết lòng thương yêu trước mặt mọi người. Thái Phi nương nương đã lên tiếng khen cô mà. Trên mặt của cô giác vàng rồi. Đó là bổn phận của ngươi. Cô biết nói như vậy là đúng rồi. Nè, bước vào kim gia, hành lễ con dâu cũng là một bổn phận. Cô bắt nội của tôi phải hàng ngày đi thỉnh an cô. Hơ, nội đã 70 tuổi, xương cốt đã giòn rụng rồi. Ê, ta và cô chỉ là đang diễn tuồng thôi. Ngoài việc tôi biết giả bộ thương yêu, ta còn mong cô biết giả bộ hiếu nghĩa. Như câu làm thì làm cho trót mà đúng không? Ta là quân, ngươi là thần. Lúc nào ta cũng là trên hết cả. Không tính lực ngươi tự mình quyết định đâu. Quân có lỗi chứ lý thần phải nêu ra. Cũng như trung thần Ngụy Trân. Đó gọi là tử gián. Có phải người muốn giống như người đại nhân cương chinh bất khuất không sẽ chết? Lời thề với Trang Điệp, thực tế là khi quân phạm thượng, đến lúc đó bại lộ, đầu của Kim La Lộc rời khỏi cổ chắc có phần của công chúa đó. Ngươi dám? Vì quý vị tới. Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Tham kiến quý phi nương nương. Không cần đa lễ. Tạ nương nương. Quý phi nương nương đương đêm ghé thăm, có chuyện gì không? Bốn cung đi ngang An Khánh cung, luôn tiện ghé qua xem công chúa và phò mã tương kính như tân thế nào, hòa thuận dung hòa. Đúng là làm người ngoại ghen tị. Nương nương thật có lòng. Thật ra nương nương muốn biết rõ mọi chuyện, có thể họ lục sự Liêu Tấn. Y làm tốt bổn phần, kia là hành vi cử chỉ của bổn công chúa, không chút gian dối. Công chúa và phò mã tình ý sâu sắc, làm sao có thể nói rõ bằng một hai lời chứ. Ta tin chắc Liêu Tấn cố gắng cách mấy cũng khó thể hiện nét mặt thật nhất của công chúa đó. Là tôi tưởng đâu trong cung ai nấy lừa dối lẫn nhau, mưu tính lẫn nhau, mâu thuẫn đấu đá, âm mưu ngấm ngầm. Không ngờ thì ra quý phi nương nương lại thật lòng thật dạ đối đãi với công chúa, phải nói là đáng quý vô cùng. Bà nội. Bà nội. Bà nội nhị nương. Hoàng lắm, hoàng lắm. Cứ một năm là đến rằm trung thu, nó nhìn thấy lồng đèn thì rất là vui vẻ. Dạ. Nè, đây là lễ vật của trung thu năm nay sao? Dạ phải đó. Dạ, đây là của cô Tám mang tới. Dạ phải. Còn phần này là con của con gái cô Tám. Dạ. Mấy hộp này là lục biểu ca của con cho người từ Vĩnh Châu đem tới. Còn hộp rau yến này là của mẹ con tặng cho nhị nương dưỡng dung nhan. Còn nữa, hộp linh chi này là đại ca tặng cho nội để tẩm bổ dưỡng thân. Vậy sao? Cảm ơn nha. Tông gia đúng là khách sáo quá. Con à, chúng ta phải trả hậu lễ đó. Dạ biết nhị nương. Lễ vật chất như núi này đây là của ai mang tới? Thì đó là Trung Thân Dương Trịnh Quốc Phu Nhân Lâm Thiếu Thống Lĩnh Thẩm Lập Đại Tướng Quân Đại Phò Mã Nhị Phò Mã Tứ Phò Mã Ngũ Phò Mã với lại 500 danh cho hiệu. Cả Thiêu Phủ Giám cũng mang lễ vật tới. Nhị đệ là Phò Mã, Hoàng Thân Quốc Thích cũng thêm một số ha. Ê, công chúa là con dâu đức tôn, đúng là danh giá lắm. Lễ vật chỉ là chuyện nhỏ, tâm ý mới là quan trọng. Con thích nhất là rau yến do thông gia tặng. Vậy thì đem rau yến nấu ăn đi. Rau yến xào trứng đi. Ê, là món gì cũng được hết đó. Giai tiết trung thu quan trọng nhất là cả nhà có thể đoàn tụ với nhau, tề tụ đông đủ dùng bữa cơm đoàn viên. Bà nội ha. Công chúa và kim gia chúng ta năm đầu tiên phải mời công chúa dùng bữa cơm chứ. Đàm. Sao khoảng xung quanh này không có qua vậy? Có nhầm lẫn không đó? Để con đi xem xảy ra chuyện gì. Đàm. Chuyện nặng nhọc đó đi lại giúp cho. Đem bớt đồ vào phòng trân phẩm trước cái đã. Phải. Giờ tiếp với tướng. Đi. Đêm trăng rằm 15, trung thu mừng đoàn viên, phải tề tự đông đủ, cả nhà dùng cơm. Mới có thể vui đón giao tiếp nhộn nhịp. Mọi người thật sự rất muốn mời công chúa qua phủ dùng bữa cơm đoàn viên. Kim gia chúng tôi mừng trung thu cũng nhộn nhịp lắm. Trong hoàng cung mừng trung thu múa quả long càng nhộn nhịp hơn nhiều. Cả nhà thưởng nguyệt thưởng hoa đăng sẽ có một cảnh vật khác lạ hơn. Còn có thể chơi lồng đèn nữa. Lúc trước thần có một đồ tài khéo léo, thần dán lồng đèn cho cháu đó. Ngài xem nè, lồng đèn của mình đẹp không? Có phải rất muốn chơi lồng đèn không? Dạ không, bởi vì bà ngoại kiếm tiền cực khổ, con không muốn bà ngoại tốn tiền đâu. Đúng là nhà của chúng ta nghèo, không thể mua lồng đèn. Nhưng mà chơi lồng đèn không nhất thiết phải tốn tiền. Bà ngoại lấy vỏ bưởi làm lồng đèn cho con chơi nè. Quá, lồng đèn cười. Lồng đèn nhìn xem lồng đèn mình đẹp không?
đẹp lắm. Cả nhà vui vẻ đoàn viên, ngắm trăng trò chuyện, nhất định là vui lắm. Công chúa cười à? Vậy tức là đồng ý rồi. Cũng được. Vậy đêm trung thu mọi người cùng cung nghinh phụng giá. Công chúa tới Kim Gia ăn cơm thật sao? Thái phu nhân và dị nương đích thân mời rồi. Dù sao một công chúa cũng phải tuân theo ý của họ chứ. Ta thấy chồng của thái phu nhân Giang Như Hồng Chung thật sự có vài nét giống bà ngoại đã qua đời của ta đó. Công chúa hội đủ tài đức, tấm lòng hiền lành. Ta cũng biết dịu dàng thùy mị, rất được lòng người. Chỉ có dì quý phi đó đối đầu với ta, xem ta như cái gai trong mắt, còn phải lục sự tới nắm điểm yếu của ta nữa. Hay là triệt để giải quyết bà ta đi. Triệt để giải quyết như thế nào? Muốn làm vậy phải nhẫn tâm. Trước hết dùng ba loại đậu, rồi dùng những cốt tán cộng thêm mê tâm đan. Làm vậy có độc ác quá không? Đâu có, ý của chúng ta là tốt lắm mà. Mình đâu có dùng truy hồn thất bộ đinh. Vậy cũng phải. Ê, rắn kìa. Ở đâu, ở đâu? Ây da. Được không? Được. Lục sự đại nhân, sao ông bất cẩn vậy? Để tôi đỡ ông nha. Không cần đâu. Ê, trời ơi. Ây da. Xin lỗi, xin lỗi, để tôi đứng lên. Lưng của tôi. Lục sự bị thương trong người, ít nhất cũng phải dưỡng bệnh 90 ngày. Bọn công chúa giống như là thoát ngục hồi sinh, bay lên trời cao vậy đó. Đại thiếu phu nhân của Kim gia, nếu cái tay chân giống như mèo mỡ vậy. Công chúa khờ, mau về đi, mèo con hoảng sợ, người đanh đá, chanh chua ngang tàn, thân như trái dưa. Các người dám biêu xấu ta. Không được hát nữa. Có thi thư không đọc, ra đây ca hát. Sau này chắc chắn nghèo nát. Biêu điếu công chúa thật sự độc ác lắm. Làm gì chỉ càng bị tổn thọ thôi. Nè, ta hát một câu, các người hát theo. Dạ. Cầu xin công chúa lấy tôi đi, hãy về nhà tôi. Cầu xin công chúa lấy tôi đi, hãy về nhà tôi. Cầu xin công chúa hãy tươi cười mây mù bay tan. Công chúa vừa ngoan lại vừa hiền, xinh đẹp tựa nàng tiên. Công chúa vừa ngoan lại vừa hiền, xinh đẹp tựa như tiên nữ. Thật ra thì bá tánh cũng đơn giản thôi mà. Chỉ cần cho chúng một chút ban thưởng, chúng liền ngoan ngoạc nghe lời mà thôi. Trước sau gì họ cũng thức tỉnh sửa đổi, hiểu được công chúa có lòng Bồ Tát. Hai vị làm ơn bố thí vài bạc lẻ đi. Mấy bữa nay tôi không có cơm vào bụng, lại không có mái che đầu. Đa tạ. Hai người đúng là trời không dung đất không tha, làm bể cái bát ăn xin của tôi. Thỏi vàng đó là chiêu dương công chúa ban thưởng cho ngươi. Mau tạ ơn đi. Tạ ơn công chúa. Công chúa đúng là Bồ Tát ta mà. Ta đã nói vàng là vạn năng rồi mà. Thật ra bá tánh không phải là không có thuốc chữa. Có thể nói có tiền mua tiên cũng được. Đúng rồi, có tiền thì mua tiên cũng được. Công chúa. Bữa nào tôi cũng mang dao rắn sắp chết đấu đến nơi rồi công chúa. Công chúa ơi, tướng công của tôi đòi bán tôi vào thanh lâu á, tội nghiệp tôi. Địa ngục trần gian, ngân bình tặng vàng. Bây giờ công chúa tặng vàng, mau xếp hàng nhanh lên đi. Công chúa đúng là ở hiền gặp lành. Công chúa đúng là cha mẹ thứ hai. Công chúa cờ, ngu đến phát sợ, mau tới nhà tôi. Công chúa cờ, đảo thêm một vòng, lại được vàng bạc. Cổ dễ lừa, dễ gạt, dễ dụ, dễ tin, dễ dối như heo. Các cháu bé à, công chúa nào mà như heo vậy? Thì là công chúa chiêu. Phải rồi, mọi người nói coi, ngày mai công chúa Chiêu Dương có tới nữa không? Hey, có mong cũng mong cậu tới. Tôi vừa đưa tay liền có thỏi vàng, thử hỏi cô sướng không? Thì đó. Nè, thôi nè, ngày mai tôi nói với công chúa là tôi sẽ bán con tôi vào kỷ viện. Mừng là công chúa ngu đần như heo, phải lần này muốn dân thiệt là có thì phúc. Đó, phải cả chung. Bao nhiêu năm trung thu,
năm nay là như ý nhất. Bởi vì năm nay Tam Đệ không cần lên núi nữa. Bên cạnh Vika lại có thêm một người nữa. Người trăng đoàn viên, hợp với truyền thống của Kim gia nhà chúng ta. Theo lệ cũ, mời chúc dung. Quả thiều đất dựng suốt đời cũng không nghèo. Trung thu tốt nhất là đốt lồng đèn. Chơi tới 70 làm ông tổ. Làm ông tổ. Ba cái con khỉ đột này lúc nhỏ đi khắp nơi đốt lồng đèn của người ta đó. Làm cho ai nấy cũng không dám tiếp cận các con. Tinh thần kim gia chúng ta là chuyên hù người ma. Tiểu Ngọc à, mọi chuyện chuẩn bị xong chưa? Công chúa sắp đến rồi đó. Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, hãy công chúa đến là có thể nhập tiệc ngay. Công chúa giỏi nhất là nói xong thì nuốt lời. Con dám chắc cổ không đến đâu. Công chúa ra đâu? Tham kiến công chúa. Miễn lễ. Mời thái phu nhân đứng lên. Tạ công chúa, mọi người đã chờ từ nãy tới giờ rồi. Công chúa, mời thượng tọa. Sông suối chảy bay, không lo ăn mặc. Chỉ cần cái nhà đoàn tụ, ngày nào cũng là ngày vui. Bữa cơm dân thường, công chúa đừng có chê. Thái phu nhân qua khách sáo rồi. Công chúa, mời cầm đũa. Mời công chúa cầm đũa. Bà nội ăn cơm, nhị nương ăn cơm. Mời. Công chúa, đây là gà hoàng kim. Mời công chúa thưởng thức. Đũa bạc à? Trời, làm gì vậy? Tưởng chúng tôi hạ độc hại công chúa sao? Đây là quy định cần có ở trong cung. Bà nội, bà thích ăn ức gà nhất nè. Được rồi, ngoan ngoan. Đa Phúc và Tiểu Ngọc đều thích ăn cánh gà. Vậy thì mỗi người một cái đi nha. Vậy thì xong dịp tề phi đi, đại tổ. Cảm ơn. Đà Lộc suốt ngày xỉa cổ gà người ta. Cái cổ này không ai ngoài con cả. Cảm ơn bà nội. Nè, con đùi gà này là của nhị nương. Nhị nương thích nhất là đùi gà đánh người mỏi quay hàm. Ngoan lắm. Còn rằm tháng 8 này thuộc về ai đây? Rằm tháng 8 ứng cảnh lắm. Lại ca ăn đi. Nè. Đương nhiên là quên nhường để ăn rồi. Tâm đại à, để có còn nhớ con chủ Trần không? Để nói người có khuôn mặt như rằm tháng 8 hả? Nhớ chứ. Gần đây cậu ta tòng quân ở phủ đô Hộ An Tây ra trận giết giặc lập được nhiều công á. Hèn chi trước cửa nhà ông chủ Trần treo giải đỏ ra vẻ ngạo mạn lắm. Đà Thọ chúng ta còn lợi hại hơn đó. Mai này nó làm giáo đầu cấm quân á. Nhưng cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Đương nhiên rồi, còn tới phủ Chiết Xuân ở Kinh Thành tìm được một quan nữa chứ. Có cơ hội thì thử lòng can đảm đi. Võ công của con cũng chưa đến lúc cao siêu lắm. Tam đệ giỏi nhất là đao thương kiếm kích, mai này nhất định sẽ được thưởng thức. Đệ còn muốn lên võ đan học thái cực. Đừng giỡn chứ, tay đột quyết đợi đệ đi kinh kích đó. Được rồi, chúng ta mời đại tướng quân tương lai một chung đi. Càng chàng. Ngu không gì bằng. Công chúa sao lại nói như vậy? Thực tế Kim Đa Thọ không muốn làm đại tướng quân. Mọi người không nhận thấy sao? Chúng tôi không cảm thấy. Chẳng lẽ cô cảm thấy sao? Bởi vì các người ngu. Người ta nói trình tự trước sau, chưa tới lúc cao siêu lắm. Còn nói lên núi võ đang học thác cực quyền, thực tế Kim Đa Thọ đang đùa dẫn các người thôi. Cô nói cái gì? Cô biết Đa Thọ không muốn sao? Giờ cô thân với nó lắm à? Thực tế các người đang làm khó người khác. Tam đệ của tôi khổ luyện nhiều năm ở Thiếu Lâm chỉ vì muốn làm đại tướng quân thôi. Cậu ta muốn làm hay là các người muốn cậu ta làm đây? Hình như là các người muốn nhiều hơn đó. Kim gia chúng tôi huynh đệ đồng lòng. Anh phải dẫn các dân thảo mãn này. Kim gia chúng tôi tuân thủ phép tắc, ngay thẳng đàng hoàng, làm gì có điêu, làm gì mà có thảo mãn. Thôi được. Bổn công chúa nói rõ chỉ ngươi. Người điêu, điêu qua, điêu đứng, điêu tàn, điêu ngang, điêu xạo, điêu phong. Trong nhà các người có tà phong ngớ ngẩn mà cũng không biết. Các người không phải là thảo mãn là gì? Kim gia chúng tôi là chính khí lẫm liệt, sao có tà phong chứ? Câu nói đó sỉ nhục vô cùng. Ăn có thể ăn lầm, nói không thể nói lầm được. Tất cả mọi người đều là con cháu ngoan, không có tà phong, không có tà phong. Thái phu nhân, bổn công chúa không muốn bà sống trong ngớ ngẩn nữa. Tà phong chính là người này. Hả? Người gọi là tức phụ ngoan của các người, ban ngày ban mặt đứng giữa đường xá níu kéo đàn ông, là một phụ nữ còn có thể thống gì nữa chứ? Quá tư công, thiếp không có mà. Ta tin nàng. Tiểu Ngọc của tôi ở Tam Tòng Tứ Đức là hiền thê nhất đẳng nhất, tuyệt đối không có làm những chuyện bại hoại gia phong. Trước giờ con dâu của tôi tuân thủ phụ đạo, phu thê chúng tình cảm sâu sắc, Tiểu Ngọc tuyệt đối không dây dưa làm bậy với ai. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đó là giờ ngọ hôm trước ở đường Khổng Tước trước ngõ Hòa Mi, con dâu của bà đã làm bậy níu kéo với đàn ông. Nè, cô đừng sinh sự nói xấu, đặt điều vô cớ nha. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đại tổng của tôi không phải là hạng người này.
Có khi nào hai người nhìn lầm người không? Đại tẩu, giờ ngọ hôm trước tẩu đã đi đâu, làm chuyện gì, có nhân chứng vật chứng không? Cứ việc lấy ra hết nói cho họ biết. Tiểu Ngọc, giờ ngọ hôm trước con đã đi nói đâu? Đi con nói đi. Đi nói đi, nói đi, nói đi, tẩu nói đi, nói đi. Con nói con không có bại hoại gia phong. Người đàn ông đó là đại ca của con thôi. Là cậu thiếu gia sao? Nghe rõ chưa, là đại ca đó. Rõ ràng cô xảo biện mà. Làm gì có huynh muội nếu kéo giữa đường xá chứ. Tôi nói câu nào cũng là thật hết. Đại ca của tôi kéo tôi cũng là gì? Bởi vì cái gì? Nói đi. Bởi vì cái gì? Nói đi chứ. Bởi vì cái gì? Nói đi. Bởi vì huynh ấy có thói quen cờ bạc. Hả? Trước đó con đã dùng tiền dành dụm trả nợ cho huynh ấy. Ai ngờ nợ cũ chưa dứt, nợ mới lại tới. Con đã nói với huynh ấy là hết tiền rồi. Huynh ấy liền bảo con cởi vòng ra cho huynh ấy đem đi cầm nữa. Đại ca tham lam vậy sao? Hả? Giữa đường giữa xá mà giật vòng của muội. Chết muội cũng không được. Bởi vì chiếc vòng này là tính vật định tình tướng công tặng cho thiếp. Thành thân đến giờ thiếp không rời khỏi nó, sống chết có nó. Nói chung thủy như vậy, vậy chiếc vòng đâu? Mang ra xem đi. Không lẽ nó là mất rồi sao? Cậu đã đem đi cầm rồi. Cậu thấy lễ vật trung thu do công chúa đem tới, sơn hào hải vị cái gì cũng có. Cậu là con dâu của Kim gia, sợ mất mặt nhà mẹ ruột nên bỏ tiền mua lễ vật. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc à, sao sao con lại dại dột như vậy? Con à, sao con không nói với mọi người? Con biết mẹ và mọi người không chấp nhất, nhưng đám người hầu sẽ so sánh. Người cần thể diện cây cần vỏ, bị người ta xem thường đã đành. Bây giờ còn nói con dây dưa với người ta. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, đại thiếu phu nhân này còn mặt mũi gì nữa chứ? Mọi người có thể nói gia đạo con bất hạnh, nhưng mọi người tuyệt đối không được nói con bại hoại đạo đức. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, con dâu à, Tiểu Ngọc, con dâu, chúng ta là người một nhà mà con đâu à? Đừng vậy con đâu, đại tổ. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, chúng ta là người một nhà mà con. Hả dạ vậy? Chưa? Hài lòng chưa? Có gì quan trọng hơn trinh tiết người phụ nữ? Cô thích đặt điều dựng chuyện làm cho gia đình xào xáo. Thực ra trái tim của cô có phải là màu đen không? Chẳng qua ta nói ra những gì ta nhìn thấy mà thôi. Vậy có gì sai? Nếu không nhờ ta các người có biết được nhiều chuyện không? Suốt ngày nói người trong nhà thân mật thế nào? Thật ra chuyện gì cũng giấu kín như bưng không dám nói. Các người không biết hỏi, cả nhà cô đừng như con heo vậy. Nói ngu, làm sao bằng cô? Cô mới là ngu trong ngu, heo trong các loài heo. Tưởng đâu đi phát hồ lô ngào đường, đi phát vàng là công đức vô lượng hay sao? Ta nói cô biết, người ta giả nghèo lừa gạt cô thôi. Người nói cái gì? Đám trẻ con đang lừa cô đó. Công chúa khờ, dễ lừa, dễ gạt, dễ dụ, dễ dối, ngu như con heo. Người chữ bồng công chúa là heo, hỗn láo. Sao chứ, giả chết hả? Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên đi, đừng giả bộ xỉu. Kim Đa Lộc, đứng lên mau. Trời, đừng có đá nữa. Nó bị xỉu thật đó. Ôi trời đất ơi. Dì ca, con là công chúa. Trời đất ơi, sao rồi? Hai con, lập tức đưa Đa Lộc vào trong đi. Thôi dạ. Ê, gì đây? Dì ca tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đại phu mới tới đây, bây giờ lương thình đang sắc thuốc cho đệ. Vậy ca, sức khỏe huynh yếu, lại chưa được ăn cơm cho nên mới xỉu thôi. Huynh bị người ta chọc tức thôi, điêu phụ đó. Dì đệ. Đại tẩu, xin lỗi nha, tội cho tẩu, tội cho mọi người. Không có gì, tội cho con thôi. Đừng có tương xuân xót thù nữa. Nhân lúc chưa qua trung thu, mau tới đây ăn noãn hoa đi. Ăn noãn hoa? Ừ, phải rồi. Đi, 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 đi. Hèn gì nóng nảy như vậy á, thì ra cái noãn hoa thích nhất á. Cha, lúc nãy nhân lúc đệ ngất xỉu nên nhóm lò cố tình di chuyển địa điểm để đệ khỏi phải đi lung tung. Sông suối chạy mãi, ăn mà không no. Nè, ai thấy được không được trao mài lại nghe. Được, được. Sau khi chúng ta ăn noãn hoa, cầm lồng đèn ra ngoài thưởng trăng, uống rượu, không lo nghĩ. Được rồi, được rồi. Hôm nay là trung thu, vẫn chưa ăn cơm đoàn viên. Mau ăn đi, cầm đũa lên. Dạ, mời nói, mời đưa cho mẹ ăn. Ăn đi, ăn đi. Nấu cơm phải có gạo, nói năng phải có lý. Tóm lại là chúng ta không có lỗi, không ngại người ta nói ra nói vào. Tiểu Ngọc, con hiểu rồi chứ? Dạ, hiểu rồi nuôi. Đa Phúc à? Dạ. Con đi xem tình hình cậu của con như thế nào. Là bà con mà, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, cũng nên làm lắm. Cảm ơn dì nương. Cảm ơn dì nương. Nhà cửa không cần lớn, quan trọng nhất là cả nhà cùng đồng lòng, sắt đá cũng thành vàng. Chúng ta ăn noãn hoa xong rồi thì đón nguyên tiêu. Trung thu ai nấy đều phải ăn một tô. Đúng rồi. Cạn chung, cạn chung, cạn chung, cạn chung.
phải bữa cơm đồng chuyện lúc nãy bị ta làm cho mất vui không vậy? Có phải ta hơi quá đáng hay không? Làm gì có. Công chúa ăn ngay nói thẳng, tại người của Kim gia không thành thật, tự chuốc đau khổ thôi. Nói gì cũng có lý, nhưng mà ta thấy làm cho Kim Đa lộng tức đến xỉu luôn rồi. Cũng tại phò mã sức khỏe yếu kém, hở ơn chút có thì xỉu chỗ này. Nhìn y cao to lực lưỡng, đàn ông như vậy thật sự hoang mang quá. Tức là vấn đề không phải do ta, là vấn đề của họ. Ngân Bình, rót rượu. Dạ công chúa. Thuốc cứ uống, đừng nằm mơ. Cưới công chúa, đau lòng mây, đau sóc mây, cũng đành chịu. Chuyện đáng tiếc khi nhắm mắt lại, hơi tức giận, hơi nhức nhối, lại nhìn thấy thế gian rất nhiều mảnh hổ. Đúng là công chúa mạnh hơn hổ. Trung thu vui vẻ bị cổ phá hư hết. Điêu phụ, điêu phụ, thật nó nổi muốn lột da lóc xương cổ. Mọi người nhất quyết trừng trị cổ giùm huynh. Được. Làm sao trừng trị? Dỗ lên cổ, tháo búi tóc. Hey, tưới nước thối lên luôn, dùng 12 hình cổ tiếp đãi cổ. Mắt điêu phụ đó, quỳ xuống xin tha. Tung 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 tang 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 tung 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 tung. Tối nay rằm tháng 8, công lý nào quay lại rằm tháng 7 như vậy chứ? Nè mọi người xem nè, có phải là ma không? Nửa đêm nửa hôm làm gì có ma. Thiệt tình. Đó. Ma đâu? Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Sao chạy ra? Chạy đi. Có ta đây. Là người mà. Là người đó. Nè, là cô nương. Trời đó, giùm cổ đi. Đại hiệp, cứu tôi với. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.